Xin chào bạn, hôm nay shop Big Mac có về một mẫu bàn phím cơ gaming nhá. Thì bàn phím cơ này sử dụng full loại phím Blue Switch nhá. Đó. Bàn phím này có rất nhiều chế độ LED luôn. Các bạn có thể nhấn tổ hợp phím FN, ISN này. Mình đếm sơ sơ thì nó phải tầm hơn 20 chế độ LED nhá. Thì bàn phím này thiết kế rất là dày dặn luôn. Cái độ nghiêng của nó cực kỳ cao luôn nhá. Thì khi các bạn đánh văn bản thì cực kỳ thích luôn. Đó. Rất là sướng. Bàn phím có dây khá là dài này. Thì đầu của bàn phím có cục chống nhiễu nhá. Nên là khi các bạn chơi game thì cực kỳ thoải mái luôn. Phím này có độ cao khá là cao nên là các bạn khi mà đánh bàn phím ý, có cực kỳ sướng luôn nhá. Thì bên mình có thể tắt điện đi để các bạn chiếm vẻ đẹp ban đêm. Đây là bàn phím ban đêm nhá. Bên mình bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nên là các bạn yên tâm khi mua sản phẩm bên mình.